Dạ, xin chào anh chị và quý khách hàng nha. Hôm nay thì em Duyên sẽ lên cho anh chị một chiếc xe Fortuner máy dầu, số sàn, một cầu, sản xuất 2013, model hiện tại tầm 130.000 cây. Và bên em đang bán với giá là 499 triệu và rút hồ sơ nha anh chị. Ngoài quan xe nó là màu bạc anh chị. Đây, đèn bi rồi nè anh chị nè. Màu này thì anh chị có thể đi gia đình kết hợp với dịch vụ khá là ok nha. Bữa giờ mới lâu lắm rồi mới về được một chiếc Fortuner mà cái tầm giá này anh chị. Mà máy dầu nữa. Đó. Bên trong thì có lên cho mình được cái màn rồi nè anh chị nè, kem hành trình rồi nè, bọc trần ni lông nữa nha. Nè, cần số da này cũng còn khá là đẹp nha anh chị. Nói chung là ghế này, ghế bọc lại rồi. Đây, hàng ghế sau đây nha anh chị nha, rộng rãi thoải mái, điều hòa trước sau là có đủ hết nha anh chị. Xe máy dầu 2.5 nha anh chị. Chiếc này thì đây, cam đây rồi nha anh chị, có cam lùi rồi này. Đó rồi, có cam lùi. Bảng của nó là bảng G này anh chị. Nói chung là bên em dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ rồi. Thì đây là khi mà mình để đầy đủ 7 ghế. Còn nếu như mà anh chị không sử dụng thì mình có thể cửa để có thêm cái khoảng trống để mình bỏ thêm đồ nha anh chị. Cái này nó hơi cứng. Cái này để khi nào mình có nhu cầu mình gỡ lên. Giờ em quay tiếp tục cho anh chị thêm xem lại luôn nha. Đây. Màu bạc nói chung là cũng còn khá đẹp, anh chị có muốn bọc cho mình rồi nè. Về phần mâm lốp của xe thì đây nha anh chị. Lốp 0919 này anh chị nè, đá lốp nè. Mâm thì nói chung là chắc chắn nó sẽ có sơn sát rồi nha anh chị, xe đã qua sử dụng mà. Mâm 17 nha. Đó. Em sẽ mở luôn phần máy móc cho anh chị coi. Thì đối với những cái xe mà đời như thế này anh chị thì bên em sẽ bán nguyên hiện trạng. Nên là nếu như mà anh chị có nhu cầu á, anh chị cứ ghé trực tiếp cửa hàng bên em mình xem xe để nắm cái tình trạng trực tiếp của xe nha anh chị nha. Tình trạng thực tế của xe, xin lỗi ạ. Rồi, chỗ. Đó nữa nè. Rồi, đây, máy móc của xe đây nha anh chị. Trời, Gia Lai tự nhiên chiều nay đổ mưa á anh chị. Quay sát sát trong luôn nha. Anh chị coi luôn. Rồi, em quay gần này, máy móc keo chỉ đây nè nha anh chị. Nói chung là anh chị cứ ghé trực tiếp bên em mình xem, mình nắm cái tình trạng xe nha. Đó. Thì nếu như mà anh chị quan tâm tới chiếc Fortuner máy dầu số sàn với giá 499 triệu này thì ghé trực tiếp cửa hàng bên em nha. Tiền Trung Gia Lai 276 Nguyễn Tất Thành để mình xem xe, tham khảo trải nghiệm nha anh chị. Còn nếu anh chị ở xa mà quan tâm tới mẫu xe này thì liên hệ Zalo cho em Xuyên 092 932 5679 thì em sẽ gửi một vài hình ảnh video để anh chị tham khảo thôi. Còn xe này bọn em vẫn bán nguyên hiện trạng thực tế khi anh chị đã xem xe nha anh chị nha. Nên là anh chị cứ ghé bên em để mình nắm cái tình trạng xe ok thì mình chốt đơn nha. Dạ rồi, em Xuyên xin phép dừng video tại đây. Hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo cùng những chiếc xe tiếp theo tại Toàn Dung nhé.